Sáng nay, Liverpool đã đối đầu với Newcastle trong một trận đấu đầy kịch tính. Chính xác là điều mà huấn luyện viên Jurgen Klopp mong muốn, những người học trò của ông đã làm được trong trận đấu rạng sáng nay. Nếu thắng, huấn luyện viên người Đức sẽ cùng đoàn quân của mình xây chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đá với Newcastle cũng không phải là câu chuyện đơn giản đâu. Newcastle thi đấu khó chịu lắm đấy, với lợi thế sân nhà, Liverpool hoàn toàn chủ động trong việc kiểm soát lối trò trước Newcastle. Tuy nhiên, điểm nhấn trong hiệp 1 là pha super penalty trượt của Mohamed Salah ở phút thứ 22, hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 chứng kiến sự bùng nổ, cả hai đội đều ghi bàn. Phút 49, Mohamed Salah đã mở tỷ số cho Liverpool, 5 phút sau Alexander Isaac đã gỡ hòa cho đội khách. Tiếp đó, đội bóng thành phố Cảng đã có liên tục hai bàn thắng ở các phút 74 và 78 lần lượt do công của Sijon và Cody Gakpo. Sau đó, Sven Botman rút ngắn tỷ số cho Newcastle bằng bàn thắng ở phút 81. Tuy nhiên, Mohamed Salah đã có cơ hội sửa sai cho quả penalty đầu trận khi anh đã thực hiện thành công cú penalty thứ hai của Liverpool ở phút 86, qua đó ấn định tỷ số 4-2 dành cho đội chủ sân Anfield. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những phát biểu, đây là một trận đấu với nhiều bất ngờ. Chúng tôi đã bắt đầu trận đấu này đầy tự tin và vô cùng chủ động. Những diễn biến trên sân và cảm xúc của các cổ động viên rất đáng để theo dõi. Khán đài là những điều tuyệt vời, cầu thủ của tôi đã phản công khôn ngoan tận dụng cơ hội tốt. Tôi rất vui và rất hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã cống hiến trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát trận và chiến thắng này là kết quả xứng đáng dành cho Liverpool. Huấn luyện viên người Đức cũng chia sẻ về chấn thương của Dominic Szczesny, cho biết, tuy giành được chiến thắng nhưng chúng tôi phải giữ đôi chân trên mặt đất. Bây giờ, các cầu thủ còn 5 hoặc 6 ngày để tập luyện. Dominic Szczesny bị chấn thương gân khuèo. Chúng tôi hy vọng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, nói ít nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến cả tập thể Liverpool vì Szczesny là một cầu thủ quan trọng. Nhưng bạn không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Chấn thương là một phần trong bóng đá và chúng tôi phải chấp nhận nó. Bình luận viên Andro đã đăng lên mạng xã hội Twitter để chia sẻ về sự ngạc nhiên của mình sau khi chứng kiến pha bóng của Diogo Jota bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai ở phút 86. Ông viết, thậm chí còn hơn là đưa bóng vào lưới trống. Tôi và người hâm mộ đều nhìn thấy rất rõ tình huống đó. Rõ ràng là Jota đã có thể ghi bàn nhưng anh lại chọn cách ngã trong vòng cấm, dù cho tác động của thủ môn Niklas Sol là không đủ. Thật không thể hiểu nổi, Mohamed Salah đã có một ngày thi đấu thăng hoa dù đã bỏ lỡ một quả penalty. Điều này đặt dấu chấm hết vào việc tiền đạo người Ai Cập về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Với 29 điểm sau 19 vòng đấu, Liverpool tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đây là một vị trí làm cho những cổ động viên trung thành cảm thấy không hài lòng. Tuy nhiên, sáng nay, đoàn quân huấn luyện viên Eddie còn phải gặp đội đầu bảng Liverpool nữa. Đấu thắng hoặc hòa thì mọi thứ bất ổn. Tuy nhiên, nếu thua, áp lực sẽ cực kỳ nặng nề. Đè lên vai của những cầu thủ đang khoác lên mình màu áo sọc trắng đen Newcastle United vào lúc này và kết quả thì các bạn cũng đã biết, lại thêm một trận thua. Huấn luyện viên người Anh đã gặp rất nhiều khó khăn sau trận đấu. Huấn luyện viên Eddie Howe đã có những chia sẻ như sau, đã có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra trong trận đấu này, một trận đấu đầy kịch tính. Chúng tôi thất vọng với cách phòng ngự của mình và tôi còn phải làm việc rất nhiều với các cầu thủ. Tôi cảm thấy rất nuối tiếc khi các trận đấu gần đây như Howe không có được những kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cống hiến hết mình. Tôi ủng hộ sự đoàn kết của tập thể. Tôi mong rằng họ sẽ đạt được kết quả mà chúng tôi cần trong thời gian tới. Huấn luyện viên người Anh cũng cho rằng lẽ ra Liverpool không nên được hưởng quả phạt đền sau khi Diogo Jota ngã trong vòng cấm. Etihad nói, tôi nghĩ là không nên cho Liverpool hưởng quả phạt đền. Martin Dabraka đã rút tay lại và anh ấy không phạm lỗi đối với Jota. Đối với tôi, đó không phải là một quả phạt đền. Huấn luyện viên cũng chia sẻ thêm về chấn thương của Kieran Trippier và Callum Wilson như sau, tôi chưa biết cụ thể ngày họ sẽ trở lại, nhưng tôi tin rằng sẽ không quá lâu. Hai cầu thủ này đang hồi phục rất tốt. Tôi rất mong sự trở lại của họ, vì hai cầu thủ này rất quan trọng với câu lạc bộ, nhất là lúc khó khăn như thế này. Gavin chỉ trích sao Newcastle Anthony Gordon khi anh có màn trình diễn nhạt nhòa tại Anfield. Phát biểu trong buổi bình luận chuyên gia của Sky Sports, ông nói về màn trình diễn của Anthony Gordon đã có một trận đấu dưới sức của mình. Trông anh ấy như một người không có chút sức lực nào để chạy. Hãy nhìn Anthony Gordon, anh ấy chỉ đang đi bộ thôi. Và như thế thì làm sao mà Newcastle có thể thắng được hàng thủ của Manchester United hiện tại? Luôn là nỗi lo dành cho những người hâm mộ của Newcastle. Tuy nhiên, ta cũng phải đặt mình vào vị trí của Eden Hazard lúc này để hiểu được một chút những khó khăn mà huấn luyện viên người Hà Lan này đang phải đối mặt. Chấn thương quá nhiều chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cho phong độ nửa đỏ của thành Manchester trồi sụt trong thời gian qua. Lisandro Martinez, đây chính xác là cái tên mà người hâm mộ quỷ đỏ đang mong ngóng từng ngày. Vào lúc này, Lisandro Martinez đã thể hiện được những phẩm chất phòng ngự tuyệt vời của mình sau khi chuyển đến Manchester United từ Ajax.
Tuy nhiên, trong mùa giải năm nay, cầu thủ người Argentina đã gặp phải một chấn thương khá nặng. Nhưng những cổ động viên của Quỷ Đỏ có quyền vui mừng khi mới đây nhất, cầu thủ đang phá áo số 6 tại nhà hát của những giấc mơ đã có một bài cập nhật rất đáng chú ý về chấn thương của mình. Phát biểu với trang chủ câu lạc bộ chủ quản, nhà vô địch World Cup 2022 đã nói như sau: "Bản thân tôi đang cảm thấy rất ổn. Đội ngũ y tế của đội bóng đã chăm sóc tôi rất nhiệt tình và hiệu quả. Tôi rất nóng lòng trở lại thi đấu. Tuy nhiên, bạn biết đấy, đây không phải là một chấn thương nhẹ. Tôi và ban huấn luyện đang rất kiên nhẫn và hy vọng rằng bạn cũng thế." 340.000 bảng là số tiền mà Manchester United phải trả cho trung vệ Raphael Varane. Mỗi tuần, được biết cầu thủ người Pháp đang là cầu thủ hưởng lương cao thứ tư của đội chủ sân Old Trafford, sau những cái tên như Maxis Casemiro và Jadon Sancho. Tuy nhiên, trong mùa giải này, nhà vô địch World Cup 2018 không thường xuyên thi đấu do các vấn đề về chấn thương và thể lực. Mới đây, theo những cập nhật từ nhà báo Fabrizio Romano, cho hay ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã thể hiện quan điểm rất cứng rắn của mình khi yêu cầu cựu ngôi sao Real Madrid phải cắt giảm mức lương hiện tại thật sâu. Nếu không đồng ý với điều kiện trên, câu lạc bộ từng về đích ở vị trí thứ 3 mùa trước sẽ để cho anh ta đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải năm nay sau khi kích hoạt thành công điều khoản gia hạn thêm 1 năm với trung vệ Victor Lindelof, thì theo những nguồn tin mới nhất từ báo chí, sự sở sương mù cho biết Erik ten Hag đang muốn ban lãnh đạo câu lạc bộ giữ lại cả hai ngôi sao là Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire. Và huấn luyện viên người Hà Lan vẫn đánh giá rất cao hai ngôi sao này và sẽ sử dụng cả hai nhiều hơn trong giai đoạn sắp tới của mùa giải. Những trận thua đầy bất ngờ gần đây đang và sẽ khiến cho huấn luyện viên Mikel Arteta phải mất ngủ nhiều đêm nữa. Phong độ của những cầu thủ trên sân chưa tốt thì huấn luyện viên người Tây Ban Nha có thể dùng nhiều cách để tìm lại. Tuy nhiên, nếu như những cầu thủ bằng mặt không bằng lòng, sự rối loạn trong nội bộ mới chính là điều làm cho những cổ động viên của Tiger thật sự lo lắng vào lúc này. Ở phút 67 trong trận đấu giữa Arsenal và câu lạc bộ Fulham vừa qua, những ống kính máy quay đã bắt được hình ảnh không đẹp của tiền đạo Gabriel Martinelli. Được biết sau khi được huấn luyện viên Mikel Arteta thay ra khỏi sân, tiền đạo người Brazil đã vô cùng thất vọng. Sau đó, tiền vệ Emil Smith Rowe đã đưa tay ra tỏ ý muốn đập tay với người đồng đội của mình. Tuy nhiên, Gabriel Martinelli đã không hồi đáp bất kỳ một tín hiệu nào dành cho Smith Rowe. Những cổ động viên Pháp thủ sau khi nhìn thấy hành động đó của ngôi sao Samba cũng như tình huống DCDV và Garoma có những lời qua tiếng lại với nhau đã cảm thấy vô cùng lo lắng, vì có thể phòng thay đồ tại sân Emirates đang không thật sự ổn sau những kết quả không tốt. Vừa qua, The Atlantic cho biết tiền vệ Thomas Partey đã không thể có mặt trong đội hình đội tuyển Ghana tham dự cúp bóng đá châu Phi sắp tới. Mới đây nhất, huấn luyện viên của tuyển Ghana là Chris Sand đã có một vài phát biểu đáng chú ý. Về lý do tại sao không triệu tập ngôi sao đang thi đấu trong màu áo pháo thủ, huấn luyện viên 65 tuổi cho biết, "Tôi và Partey đã dành ra một chút thời gian để trao đổi về vấn đề chấn thương của cậu ấy. Sau đó, tôi cũng đã liên hệ với những bác sĩ của Arsenal để nắm bắt được tình trạng thực tế của cậu ấy. Để cho Partey tiếp tục nghỉ ngơi là phương án mà tôi lựa chọn. Bạn biết đấy, đây không phải là một vấn đề nhỏ. Thomas Partey cần nhiều thời gian hơn để hồi phục 100%. Hiringhan là cỗ máy ghi bàn. Hiringhan là vũ đội bom tấn tại ngoại hạng Anh. Hiringhan là siêu tiền đạo. Những từ ngữ hoa lệ nhất đã được những cổ viên của nửa xanh thành Manchester tung hô ngôi sao người Na rất nhiều rồi. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, một vài tiết lộ từ nội bộ The Citizen sẽ khiến cho những cổ viên chúng ta bất ngờ đấy. Hà Lan đã từng nghĩ như thế sao? Theo Manchester Evening News, tiền vệ Rodri đã tiết lộ với báo chí xứ sở sương mù rằng trong giai đoạn mới chuyển đến nửa xanh thành Manchester, siêu tiền đạo Hiringhan đã vô cùng lo lắng về sự thích ứng của mình với tập thể mới. Tiền vệ người Tây Ban Nha cho biết, trong những ngày đầu tiên khi mới đến nơi đây, Hiringhan đã tỏ ra rất lo lắng. Sự thật là anh ấy đã nhiều lần nói chuyện với tôi về vấn đề này. Cậu ấy lo ngại rằng bản thân chưa đủ tốt để thích ứng với những yêu cầu chiến thuật của Pep và tập thể nói chung. Sau đó, Rodri còn cho biết thêm, tôi đã nói với Hiringhan rằng hãy cứ thật thoải mái, toàn đội sẽ giúp đỡ anh ấy. Và bạn biết rồi, đấy, cậu ta đã thích nghi rất nhanh với chúng tôi. Tôi rất vui vì Manchester City có được sự phục vụ của cậu ta. Mới đây nhất, tiền đạo Rafael Leao của AC Milan đã khiến cho rất nhiều những cổ viên bóng đá trên thế giới thích thú khi nói về lựa chọn của bản thân về đội hình 11 ngôi sao hay nhất hiện tại. Năm 99 đã chọn hai cầu thủ hiện tại đang thi đấu trong màu áo của nhà đương ca vô địch châu Âu là Ruben Dias và Kevin De Bruyne làm hạt nhân trong đội hình này. Bên cạnh đó, Leao còn chọn một cựu cầu thủ của The Citizen là Joao Cancelo cho vị trí hậu vệ cánh phải. Những cái tên còn lại trong danh sách bao gồm Thiago Silva, Theo Hernandez, Bingham, Luka Modric, Vinicius Jr. và Kylian Mbappé.
Đương nhiên, với khiếu hài hước của mình, Rafael Leao cũng đã tỏ ra vô cùng vui vẻ khi đưa bản thân vào danh sách trên. Hiringhan hiện tại đang gặp phải chấn thương và không thể thi đấu cho Manchester City thời gian vừa qua. Tuy nhiên, những cổ động viên của nửa xanh thành Manchester đã vô cùng bất ngờ khi bắt gặp hình ảnh ngôi sao người Na Uy đã tham dự một buổi tiệc của ngôi sao quyền Anh Anthony Joshua tại Dubai. Được biết, ngôi sao Manchester City đi cùng với cô bạn gái Isabel Housing của mình. Trong khi đó, những phát biểu đáng chú ý của các cầu thủ Chelsea trong 24 giờ qua cũng là một phần của câu chuyện.